Theo đó, kể từ ngày 8 tháng 8 năm 2023, các đối tượng thuộc diện hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được vay nguồn vốn ưu đãi tăng lên 100 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi chỉ còn 9% một năm. Trước đó, quyết định số 31 năm 2007 quy định mức vay tối đa cho các hộ gia đình là 30 triệu đồng, với lãi suất 10,8% một năm. Và sau đó là quyết định số 750 năm 2015 điều chỉnh lãi suất cho vay 9% một năm. Và quyết định số 306 năm 2016 nâng mức vay lên 50 triệu đồng. Như vậy, so với quyết định 31 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, thì quyết định số 17 năm 2013 quy định mức cho vay tối đa với hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn tăng lên gấp 3 lần và lãi suất cho vay giảm còn 0,75% một tháng. Với chính sách mới này, giúp cho các hộ vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn có thêm nguồn lực cần thiết để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển kinh tế xã hội địa phương.